Lội lại quá khứ, Thúy Vi tiết lộ coi Phan Thành là bàn đạp để nổi tiếng. Mới đây nhất, Thúy Vi lại tiếp tục gây sốc khi bất ngờ trả lời phỏng vấn một trang báo mạng và mạnh dạn gọi Phan Thành là bàn đạp của sự nổi tiếng. Vốn dĩ là một hot girl đi lên từ con đường tai tiếng, Thúy Vi đến nay đã có được chỗ đứng nhất định. Thế nhưng việc cô nàng được thừa nhận tài năng từ dư luận dường như là điều xa vời. Tuy vậy, hot girl Thúy Vi vẫn có lượng lớn người hâm mộ nhan sắc, có phần trưởng thành và sắc sảo của cô nàng. Lần đầu tiên người ta biết đến cái tên Thúy Vi là khi cô nàng dính vào chuyện tình tay ba với đại gia Phan Thành. Thúy Vi bị dính với hình ảnh là kẻ thứ ba, người phá vỡ hạnh phúc của Phan Thành và Miu khi vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Thời điểm đó, dân mạng chỉ trích Thúy Vi vô cùng gay gắt. Và quả thật, việc làm của cô khi đó khó lòng có thể chấp nhận được. Trái ngược với sự suy nghĩ cho rằng Thúy Vi sẽ vô cùng sốc vì bị chỉ trích quá nhiều. Nhưng ngược lại, Thúy Vi khi đó vô cùng bình tĩnh đối mặt. Mỗi hành động cũng như phát ngôn của cô nàng khi đó đều được tính toán rõ ràng, tuy không nhận được thiện cảm nhưng lại giúp thu hút sự chú ý. Mới đây nhất, Thúy Vi lại tiếp tục gây sốc khi bất ngờ trả lời phỏng vấn một trang báo mạng và mạnh dạn gọi Phan Thành là bàn đạp của sự nổi tiếng. Đó là khi cô nàng được hỏi về việc tình cũ đã có người yêu mới. Bên cạnh đó, Thúy Vi cũng không ngần ngại chia sẻ rằng hiện tại cô nàng đã có bạn trai và chính người đàn ông này đã mua cho cô một căn chung cư trị giá gần 4 tỷ đồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi phát ngôn này được chia sẻ, tất nhiên sẽ không ít cư dân mạng phản ứng trái chiều và cho rằng Thúy Vi đã quá ngông cuồng trong phát ngôn và không coi dư luận ra gì. Và có lẽ với cô nàng, việc này đối mặt với những chỉ trích đã quá quen thuộc. Trong tương lai, Thúy Vi chia sẻ vẫn sẽ tiếp tục tham gia showbiz, bởi với cô đây là nghề có thể kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng nhất. Những danh hiệu Hoa hậu, Á hậu gây tranh cãi nhất Việt Nam. Vốn là cuộc thi tìm kiếm gương mặt tài sắc, phẩm hạnh đại diện cho phụ nữ Việt Nam, thế nhưng những người đẹp đội trên đầu vương miện này hoàn toàn không thuyết phục. Hoa hậu Đại Dương 2017, Lê Âu Ngân Anh. Dù muốn hay không thì trong suốt những ngày qua, cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội không ai khác mà chính là nàng tân hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Đại Dương 2017, Lê Âu Ngân Anh. Đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi, nhưng nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh lại không thuyết phục phần đông công chúng. Ngay sau đêm chung kết, những bức ảnh mà Ngân Anh tràn ngập lên mạng xã hội cùng những lời bình luận tỏ vẻ sửng sốt ngỡ ngàng. Rất nhiều câu hỏi đặt ra, không hiểu tại sao một nhan sắc bình thường, thậm chí thiếu hài hòa cân đối như vậy lại được chọn làm cô gái đăng quang. Không chỉ vậy, những thông tin về việc Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi cũng là điều gây tranh cãi. Bởi trong quy chế của cuộc thi đã công bố ngay từ đầu thì không chấp nhận việc thí sinh từng giao kéo. Thế nên không hiểu tại sao Ngân Anh có thể dễ dàng vượt qua vòng nhân trắc học và thẳng tiến đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi này. Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu 2011 Ngọc Trinh. Tính từ thời điểm đăng quang cùng 6-7 năm, nhưng đến hiện tại, người ta cũng không gọi tên Ngọc Trinh kèm danh xưng Hoa hậu, bởi quy mô và bản chất của cuộc thi này không mang giá trị hoàn cầu như tên gọi, mà thực chất chỉ là một cuộc thi ao làng theo cách ví von của nhiều người. Không những vậy, ngay tại thời điểm đăng quang, những scandal bủa vây cũng khiến Ngọc Trinh trở thành tâm điểm của dư luận với những lời bình luận tranh cãi. Những hình ảnh, trác tán trên ba của Ngọc Trinh liên tục bị rò rỉ. Việc chỉ học hết lớp 9 và hàng loạt phát ngôn thật như đếm gây bão dư luận cũng khiến công chúng cảm thấy hai chữ hoa hậu quá sức với Ngọc Trinh. Đó cũng là lý do khiến rất ít người gọi cô gái này là hoa hậu mà chỉ có danh xưng nữ hoàng nội y theo cô từ lúc lập nghiệp đến giờ. Còn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu, sau một vài mùa giải cũng tai tiếng không hề kém Ngọc Trinh đăng quang, thì đã chuyển tên thành Người Việt Hoàn Cầu, mở rộng sân chơi cho cả quý ông và quý cô. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, cuộc thi này cũng không còn được ai chú ý đến nữa. Dù không bị ném đá vì ngoại hình, nhưng tính chất cuộc thi ao làng cũng khiến ngôi vị của Ngọc Trinh gây tranh cãi. Á hậu Phu nhân Thế giới Người Việt 2012, danh hài Thúy Nga. Ngay từ khi thông tin danh hài Thúy Nga tham gia một cuộc thi tìm kiếm hoa hậu đã khiến rất nhiều người sững sờ và sửng sốt. Bởi lẽ cô chỉ sở hữu một chiều cao khiêm tốn dưới 1m6 và gương mặt mang đậm chất sân khấu hài của Thúy Nga cũng được đánh giá là không phù hợp với việc thi hoa hậu. Thế nhưng, với những hạn chế mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy đó, Thúy Nga vẫn tiến vào chung kết và đạt được thành tích đáng kể tại cuộc thi nhan sắc dành cho quý bà này với giải Á hậu và giải thí sinh tài năng.
Ngay sau đó, cuộc thi cũng tiếp tục dính phải những lùm xùm và cáo buộc liên quan đến việc buôn bán giải. Đồng thời, tư cách của cha đẻ cuộc thi này, ông Minh Chánh cũng vướng phải không ít thị phi đàm tiếu. Cuối cùng, vẫn chung số phận với Ngọc Trinh, cho đến thời điểm này cũng không ai gọi Thúy Nga là Á hậu. Việc Thúy Nga đăng quang Á hậu cũng khiến nhiều người bàn tán và tranh cãi. Á hậu Dương Yến Ngọc nhắn nhủ Hoa hậu Đại Dương 2017 giữa tâm bão. Không chỉ có Dương Yến Ngọc mà siêu mẫu Võ Hoàng Yến cũng mong học trò của mình, Leo Ngân Anh sẽ vững tin để vượt qua thị phi lần này. Trong khi tân Hoa hậu Đại Dương 2017, Leo Ngân Anh phải chịu không ít lời chê bai về nhan sắc của công chúng và cả đàn chị Đặng Thu Thảo, thì Dương Yến Ngọc và Võ Hoàng Yến đã lên tiếng động viên. Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Phụ nữ qua ảnh Dương Yến Ngọc viết: "Gửi em, chị không quen em, cũng chỉ vô tình thấy em ngoài đời một lần đã lâu, cũng tò mò như bao người đàn bà khác, thích đọc thông tin về các cuộc thi người đẹp. Cũng đã từng dính chuyện thị phi ồn ào, chỉ hiểu cảm giác của em khi báo chí, mạng xã hội, các thể loại tập trung mọi mũi nhọn vào mình. Chỉ mới đăng quang vài ngày, kinh nghiệm còn non nớt. Em chưa thể có đủ tự tin, bản lĩnh để diễn, để ứng xử, để đối phó với dư luận. Đã giành được quyền đeo chiếc vương miện luân lưu ấy, em không thể xấu. Có chăng, dưới góc máy của một nhiếp ảnh gia vô tâm nào đó, hay do sự thiếu kinh nghiệm khi chọn make-up cho mình, em không đẹp đêm đó." Cách đây 17 năm, chị cũng đã từng bị chửi vì xấu, ứng xử chưa tốt khi đoạt giải Á hậu. "Không sao cả em à, mình đẹp mình biết, bạn bè mình biết. Những người chưa hề thấy mình, chỉ nhìn qua một vài bức ảnh, họ nói gì mặc họ, thiên hạ mặc sức ném đá. Mình cứ vững chân vào bản lĩnh em nhé. Em cũng đừng trách họ, họ có quyền nói theo suy nghĩ của họ khi thấy tấm ảnh dìm hàng của em. Việc của em là hãy chứng tỏ mình đẹp và tỏa sáng như một người đẹp. Một hoa hậu mà định mệnh đã trao cho em. Đôi khi người ta đánh chuột nhưng lại ném đá vỡ cái bình đang trưng bày em à. Hãy cứ vui lên em nhé." Trong khi đó, Võ Hoàng Yến lại nhận lỗi về mình khi học trò của cô bị nhiều người chỉ trích sau khi đăng quang. "Thấy học trò mình đăng quang tôi rất vui. Nhưng tôi cũng chưa dạy cho Ngân Anh được nhiều để em ấy có thể trở thành một hoa hậu như mọi người mong muốn. Tức là chưa có hoàn thiện về cách diễn và ứng xử. Cho nên đó là một phần trách nhiệm của tôi. Sau lần này tôi sẽ dạy thêm cho em ấy để lấy lại hình ảnh đẹp hơn trong mắt công chúng, đúng với hình ảnh của một hoa hậu." Khi Ngân Anh bị bạn cùng phòng nhận xét không hòa đồng, Võ Hoàng Yến phân trần thay học trò: "Ngân Anh là một phụ nữ dễ thương, tính tốt, hiền, nhưng cô ấy không đủ tự tin lắm, lại còn hơi rụt rè. Thế nên, việc các thí sinh khác nói cô ấy không hòa đồng có thể do tính cách rụt rè thôi. Ngân Anh không có tính chảnh, lại dễ thương, biết điều và lễ phép." Trước làn sóng chỉ trích, Ngân Anh khẳng định cô xứng đáng với danh hiệu này và sẽ không trả lại vương miện. Về sự cố đôi môi lạ trong đêm chung kết, Hoa hậu Đại Dương 2017 giải thích do cô bị dị ứng hoặc có thể bởi make-up. Vẻ đẹp của cô cũng được ban tổ chức khẳng định là hoàn toàn tự nhiên. Ngoài ra, Ngân Anh cũng đưa ra bằng chứng là phim chụp X quang mũi của mình, kèm theo chứng nhận của bác sĩ, mũi không có dị vật để phủ nhận tin đồn giao kéo. Những chi tiết thú vị nhất trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki. Đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki có rất nhiều điều cảm động và lý thú. Ngày 31 tháng 10, hàng trăm ngàn cặp mắt châu Á đều đổ dồn về Seoul để theo dõi đám cưới của cặp đôi đình đám Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Đám cưới đã được diễn ra hết sức ngọt ngào, mà ở đó tình yêu tình thân trở nên sáng chói. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc thú vị để nhấm nháp lại vị ngọt mà cặp đôi song song đã đem đến cho chúng ta. Khoảnh khắc tình tứ nhất, nhiều người cho rằng trong lễ cưới, giây phút hạnh phúc nhất là chính cô dâu và chú rể trao nhau lời thề nguyện, hay khi họ hôn nhau đánh dấu giây phút trở thành vợ chồng. Thế nhưng trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki, chi tiết ấm áp nhất là lúc Song Joong Ki cầm lấy tay vợ yêu, hỏi han xem cô có lạnh không, rồi liên tục xoa tay làm ấm cho Song Hye Kyo. Có lẽ đây cũng chính là lý do Song Hye Kyo chọn Song Joong Ki làm chồng, không phải vì anh điển trai hay giàu có, mà vì anh trân trọng và nâng niu cô. Anh quan tâm ấm lạnh của cô, săn sóc cô từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khoảnh khắc ấm áp nhất khi bố mẹ chồng đón nhận cô con dâu mới. Đối với mọi cô gái, ngày lấy chồng luôn tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn, vừa vui vừa lo lắng. Vui vì cuối cùng tình yêu đã đến bến bờ hạnh phúc, lo lắng vì con đường mới liệu có suôn sẻ chăng. Nhưng có lẽ với Song Hye Kyo, điều này có lẽ sẽ chẳng tồn tại.
Bởi nhìn cách mà mẹ Song Joong Ki ôm lấy cô, chúng ta có thể thấy được mối quan hệ thân thiết đầm ấm giữa họ. Và có lẽ đây chính là khoảnh khắc ấm áp nhất buổi hôn lễ chăng? Giọt nước mắt của những người đàn ông nhà họ Song. Ai cũng biết Song Hye Kyo chính là nữ thần trong lòng Song Joong Ki từ nhiều năm nay. Việc cưới được người con gái trong mơ của mình khiến anh hạnh phúc đến mức bật khóc ngay trong đám cưới. Có lẽ ngày hôm nay anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Không chỉ vậy, khán giả còn bất ngờ khi nhìn thấy cha của Song Joong Ki lau nước mắt khi hai con làm lễ tuyên thệ. Ông vốn được biết đến như một người cha giản dị hiền từ và khoảnh khắc đó càng cho thấy tấm lòng của ông bao la như thế nào. Cảnh dễ thương nhất, Song Hye Kyo chưa về nhà đã bắt nạt chồng. Một trong những hình ảnh dễ thương nhất trong đám cưới của Song Hye Kyo và Song Joong Ki là lúc tập dượt các nghi lễ. Trong khi anh chồng tỏ ra nghiêm túc, có phần bồn chồn, thì Song Hye Kyo lại vui vẻ tạo không khí. Trong lúc nói chuyện, cô còn trêu chọc Song Joong Ki, khiến anh chàng trông có vẻ cam chịu. Khách mời nhí nhố nhất, đám cưới của cặp song song nghiêm cấm truyền thông, vì vậy có rất ít hình ảnh được lộ ra. Trong đó ảnh chụp tập thể sau khi lễ kết thúc là một trong những ảnh đẹp hiếm hoi. Ấy thế nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy biểu cảm khó đỡ của anh chàng. Ju A-in làm bức ảnh trở nên thú vị và hài hước hơn. Song Hye Kyo ném hoa cưới 2 lần. Trong đám cưới ở phần kết thúc, Song Hye Kyo đã tung hoa cưới cho các bạn của mình. Nhưng có lẽ do quá hồi hộp nên tân nương đã ném không tới, phải ném lại lần 2. Biểu cảm đáng yêu của Song Hye Kyo khiến người hâm mộ thích thú. Cô nàng chột dạ vì tung trượt, còn đây là cận cảnh chiếc nhẫn kim cương của Song Hye Kyo. Cuối cùng, Song Joong Ki và Song Hye Kyo cũng hé lộ ảnh cưới chính thức chụp tại Mỹ. Một vài bức hình trong album cưới của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã bị rò rỉ và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Sau đám cưới thế kỷ, cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo lại khiến người hâm mộ phát sốt với những bức hình trong album ảnh cưới. Trong ảnh, cặp đôi khoe vẻ đẹp như tiên đồng ngọc nữ với phong cách cổ điển sang trọng. Được biết, địa điểm chụp là tại nhiều nơi nổi tiếng ở nước Mỹ. Những hình ảnh cưới đầu tiên của Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã được hé lộ. Cô dâu xinh đẹp của tháng 10. Bên cạnh đó, cặp đôi Song Song cũng gửi đến mọi người bức ảnh chính thức được chụp từ đám cưới vừa diễn ra chiều hôm qua. Hình ảnh sắc nét càng tôn thêm vẻ đẹp lung linh của cô dâu chú rể, trong họ chẳng khác hoàng tử và công chúa bước ra từ chuyện cổ tích.